Sự có mặt của con người là một điểm linh kỳ thú, một cấu trúc tiên nghiệm, và bằng sự bổ sung hoàn chỉnh nhất của hiện thực một con người, bằng xương, bằng thịt, bằng khối óc, con tim, và bằng tất cả tấm lòng với đầy đủ mọi ý nghĩa xác quyết nhất của nó, con người đứng vững, sống thực với tất cả ý nghĩa làm nên sự nghiệp của một con người ngày hôm nay và để lại mãi mãi về sau. Tất cả làm thành và làm thành bằng một chuỗi liên hệ từ thuở trước, một công đoạn trước và những yếu tố, những công đoạn ngày hôm nay không thể thiếu. Vậy thì mọi sự kiện, cha mẹ, huyết thống với bao nhiêu và bao nhiêu thứ nữa, Phật giáo gọi là nghiệp hay là nghiệp dĩ. Thời gian, không gian, người và người hoàn thành một xã hội, tất cả sự hiện thành, từ đó ta làm nên. Trong vô thức ta biết rằng ta lang thang không định khắp các nẻo đó đây. Trong uy nguyên ta biết rằng ta có cha mẹ, đó là nhân tố làm bến đỗ quyết định không thể thiếu. Vậy ta nói lên bằng chân tình, bằng nỗi lòng sâu kín nhất của ta cũng không hết, không cùng. Để rồi mỗi lần ta ngẫm lại câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trăm nguồn chảy ra, có cái gì cao cả và bất tận ở đây? Cao cả mà ta không bao giờ giới tới, bất tận mà ta không thể dò xét tận nguồn. Trên tinh thần đó, thiền sinh Thường Chiếu đã kết tập những tấm gương hiếu đạo của người con Phật từ các bài giảng của chúng tôi. Qua đó, những tình cảm thiêng liêng nhất được nhắc lại như là một nền tảng đạo đức không thể thiếu được của người Phật tử. Rất mong độc giả được ý quên lời và bỏ qua cho sự trùng lặp không thể tránh khỏi qua giọng văn nói của tác phẩm. Được thế thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau nghe lại nỗi lòng của những kẻ đang trơ trọi giữa rừng người và ngất trời tình thương. Mùa thu năm Kỷ Mão, Thiền viện Thường Chiếu, Thích Nhật Quang, là ngày báo hiếu, còn gọi là lễ trung ngương. Trong một năm chia làm ba ngương. Ngương thứ nhất là rằm tháng Giêng, tức Thượng Ngương. Ngương thứ hai là rằm tháng Bảy, tức Trung Ngương. Ngương cuối cùng là Hạ Ngương, tức rằm tháng Mười. Hầu hết Phật tử Việt Nam chúng ta đến những ngày ấy đều về chùa lạy Phật, nghe kinh, ăn cơm chay. Tại sao gọi ngày Trung Ngương là ngày báo hiếu? Bởi vì rằm tháng Bảy là ngày tử tứ của chư Tăng. Trong ngày này, chư Phật đồng hoan hỷ, mười phương tăng chúng hội tụ về, nương oai thần nguyện lực của Phật và chư Tăng, chúng ta nguyện cầu cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, sống thì an lạc, luôn quay về quy y Tam Bảo, chết được siêu thăng về cảnh giới lành, đời đời gặp Phật Pháp. Trong kinh Phật có nói rằng, thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên. Dù tu đạo nào, dù có học hay không học, hiếu là gốc, hiếu là trên trước, hiếu là tất cả. Là con người thì phải tròn đạo hiếu, phải nhớ ân nghĩa và đền trả những ân nghĩa ấy. Trong tất cả các ân nghĩa, có thể nói lớn lao nhất là ân nghĩa cha mẹ. Trong kinh có câu: phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hạo thiên dẫm cực. Nghĩa là cha sinh ta, mẹ nuôi ta, ôi thôi cha mẹ sinh ta cực nhọc, muốn đền đáp ân đức của cha mẹ như giới lên trời chẳng cùng. Công ơn của cha mẹ thật cao dày, chúng ta muốn đền trả không thể nào đền trả cho hết được. Rõ ràng mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, nên danh nên phận trong xã hội, nếu không có cha mẹ nuôi dưỡng, lo lắng, chuẩn bị cho cuộc đời của chúng ta, thì làm sao có được ngày hôm nay, làm sao có thể thành tựu được những gì quý báu trong đời. Có những người lâm vào hoàn cảnh bất hạnh, không được sự chăm sóc nuôi nấng của cha mẹ. Những người này thường ôm lòng oán hận đối với xã hội,
đối với mọi người. Do đó, gia giáo là điều hết sức quan trọng. Đây chính là phần trách nhiệm nặng nề của cha mẹ đối với chúng ta. Là một con người trưởng thành trong hoàn cảnh cha mẹ đầy đủ, gia đình tương đối có phương tiện cho chúng ta học hành, đi đây đi đó để mở rộng tầm nhìn, để hiểu biết và xây dựng cuộc đời, như thế là hạnh phúc lắm. Trong xã hội có rất nhiều người mong một chút tình thương của cha, của mẹ, đôi khi không được. Ví dụ như bản thân tôi, sinh ra 3-4 tuổi thì cha mất. Bây giờ liên tưởng đến cha qua lời diễn tả của bà con chung quanh, chứ tôi chưa hề biết mặt cha tôi như thế nào. Do đó, những kinh nghiệm quý báu của cha, những gì tốt đẹp trong dòng tộc của mình chưa được cha truyền lại. Mỗi dòng họ, mỗi gia đình đều có truyền thống đặc biệt của dòng họ, của gia đình đó. Làm con trong một gia đình, trong một dòng tộc nào thì nhất định chúng ta được thừa hưởng những truyền thống đặc biệt của dòng họ ấy. Riêng tôi thì chưa được thừa hưởng di sản đó. Nhưng nhờ đủ phước duyên gặp Phật Pháp, có thầy, có bạn, nên cũng dời bớt phần buồn tủi. Có nhiều người bất hạnh, mất đi tình thương cao quý ấy và bị lạc lõng giữa cuộc đời, không gặp Phật Pháp, thiếu học thức và các duyên tốt. Những người này tâm hồn, cuộc sống thường chìm trong tăm tối, do đó dễ dẫn đến trường hợp họ có hành động và suy nghĩ sai lầm. Đây là điều quan trọng trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp. Phật giáo chú trọng phương diện giác ngộ giải thoát, nhưng về mặt thế sự, những quan hệ trong cộng đồng xã hội, Phật giáo không dạy người ta chạy trốn cuộc đời. Người Phật tử là người quyết tâm học hiểu và sống đời sống đạo hạnh chân chính, đồng thời là một con người có đầy đủ cung cách để đóng góp xây dựng một xã hội tốt. Do đó, người Phật tử Việt Nam phải là người biết ơn cha mẹ, và đã biết ơn thì phải đền ơn. Sách xưa có dạy, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Nghĩa là nếu chúng ta sinh ra trong đời không có Phật, thì chính cha mẹ hiện đời chúng ta là Phật. Câu nói này nhằm nhắc nhở chúng ta đừng xem thường đấng sanh thành và đừng quên ơn sâu dày đối với song thân. Người không có điều kiện học hiểu Phật Pháp mà ở trong gia đình là một người con hiếu kính cha mẹ như Phật, thì người đó đã tu theo tinh thần của đạo Phật rồi. Nhiều người cho rằng theo đạo Phật là không hiếu hạnh. Tại sao? Bởi vì họ thấy có những người đi tu, cha mẹ, bà con xóm làng thương không muốn cho đi, mà những vị ấy quyết tâm đi, làm cho cha mẹ, xóm làng đau buồn. Như vậy người ấy không nghe lời cha mẹ, làm buồn lòng cha mẹ, nên họ kết luận người ấy bất hiếu. Từ đó họ cho rằng người đi tu không giữ hiếu đạo. Điều này chỉ đúng trong một giai đoạn thôi, bởi vì người tu thì có những việc làm của người tu. Nếu người đi tu làm tròn bổn phận trách nhiệm của người tu, thì người đó có thể gọi là thực hiện trọn vẹn được hiếu đạo. Trái lại, nếu ở tại đời luôn bên cạnh cha mẹ mà không nghe lời cha mẹ, không cung kính, bảo bọc, phụng dưỡng cha mẹ, thì người đó không làm tròn bổn phận hiếu đạo của một người con. Vì vậy trong đạo có những tấm gương hiếu đễ đáng quý mà hôm nay chúng tôi nêu lên cho Phật tử noi theo. Như chúng ta biết, Tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử của Phật. Nhưng mẹ ngài không tin kính Tam Bảo, không tin nhân quả, nên bà gây quá nhiều nghiệp ác. Vì vậy khi qua đời, bà bị đọa vào thế giới ngạ quỷ. Thế giới của ngạ quỷ rất khổ sở, đói khát. Tôn giả Mục Kiền Liên là người tu hành đắc đạo, có thần thông. Ngài dùng thần thông đi khắp nơi tìm mẹ. Khi thấy mẹ sinh trong loài quỷ đói, đang bị hành hình rên xiết, ngài khổ đau vô cùng. Ngài vội đem dâng cho mẹ một bát cơm. Mẹ ơi, cơm đây mẹ hãy dùng. Bà nghe con kêu và đưa cơm đến thì mừng quá, tay nhận bát cơm, tay bốc lấy mà ăn. Nhưng do lòng tham lam xấu ác, nên thức ăn biến thành lửa, thành than. Lại thêm một đau khổ nữa cho Mục Kiền Liên. Thấy mẹ khổ đau đói khát
mà cơm dân thì không dùng được. Ngài chỉ còn cách là trở về trình với Đức Thế Tôn, mong Phật từ bi chỉ cho phương thức để cứu mẹ. Đức Thế Tôn thương xót, chỉ bày nhân ngày tự tứ, chư tăng đồng tụ hội, nên sắm lễ trai tăng dâng lên cúng dường. Nhờ sức gia trì của thập phương tăng, chuyển hóa lòng tham lam keo xẻng của bà liền được thoát khỏi loài ngạ quỷ, thác sanh về cõi trời. Nhờ thế, tôn giả cứu được mẹ. Từ đó ngày rằm tháng 7, chư tăng ni Phật tử thường tổ chức lễ Du Lan là lễ cứu mẹ. Nhờ hồng ân Tam Bảo, nhờ công đức chú nguyện của 10 phương chư tăng tu hành đắc đạo, hồi hướng về cho thân bằng quyến thuộc của mình. Vì vậy, nghi thức cúng dường trong ngày lễ này không mang tính chất mê tín dị đoan, mà nó có ý nghĩa riêng từ một sự kiện lịch sử. Cho nên việc cứu rỗi trong đạo Phật không thể xem như chuyện thần quyền. Ở đây, cốt nhờ sức chú nguyện của chư tăng nên chuyển hóa, khai mở được tâm tư cho người chịu khổ. Nhờ thế họ thoát khổ, được an vui. Lễ Du Lan vì thế mang một ý nghĩa rất lớn, nhất là phương thức đền trả công ơn dưỡng dục sanh thành của cha mẹ. Trên tinh thần ấy, một người con hiếu đạo, hiểu Phật Pháp, thì đối với cha mẹ, chúng ta phải làm sao hướng dẫn cho cha mẹ biết tu, tạo những công đức lành, kính Tam Bảo, tin nhân quả. Tin kính Tam Bảo tức là tin kính Phật, tin kính giáo pháp của Phật và tin kính đoàn thể tăng thanh tịnh, đệ tử của Phật. Tin nhân quả là tin như thế này: nếu gây nên những nhân không tốt, làm khổ cho người, thì nhân ấy sẽ đưa đến hậu quả khổ đau. Là người Phật tử, tin và từng bước áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống của mình thì sẽ được sự sáng suốt. Khi nghĩ, nói và làm việc gì mà biết rằng điều mình nghĩ, lời mình nói, việc mình làm gây tổn hại sẽ đưa đến những hậu quả không tốt thì không bao giờ chúng ta làm. Đó là một cách tu. Rồi chúng ta tìm cách gần gũi, giải thích cho người thân của mình, khuyến khích họ cũng tu như vậy. Việc làm dù nhỏ nhưng tạo được duyên tốt, giúp đỡ những người thân của mình như cha mẹ, anh em, bà con, vân vân đi theo chánh đạo thì có một giá trị tinh thần rất lớn. Vì vậy, Phật tử nào đã đi chùa, đã quy y Tam Bảo, biết tu tạo những công đức lành thì cần phải kiểm xét lại trong gia đình, cha mẹ, anh em, vân vân đã làm được những việc đó chưa. Nếu người thân của mình còn xem thường, chưa làm được những việc đó, thì chúng ta cố gắng khuyến khích, giúp đỡ, tạo những điều kiện thuận lợi để cho quyến thuộc, nhất là cha mẹ, cùng hướng đến, cùng làm, cùng tu tập những việc tốt đẹp như vậy. Đồng thời, trong sinh hoạt của gia đình, chúng ta phải khéo xây dựng, sắp đặt để cha mẹ, anh chị em sống đời hòa thuận, hạnh phúc. Đó là chúng ta biết áp dụng đạo lý sống của Phật giáo trong chính gia đình mình. Từ đó dần dần cha mẹ, những người thân tin kính và cùng hướng theo việc làm tốt đẹp trong chánh pháp, nên gia đình trở thành gia đình thuần đạo, áp dụng được tinh thần Phật dạy trong đời sống. Chúng ta trả ơn bằng cách là làm những điều tốt, khuyến khích người thân làm điều tốt. Như vậy mình vừa tu được, vừa giúp người thân cũng tu được. Nên nhớ, nếu chỉ nói suông, khuyến dụ người làm mà mình làm không ra gì, thì việc khuyến dụ không có kết quả. Kế nữa, tùy theo hoàn cảnh mà vấn đề phụng dưỡng cha mẹ phải được thực hiện trọn vẹn. Chúng ta khéo léo sắp xếp để có thể giúp đỡ phụng dưỡng, lo cho cha mẹ yên ổn, no ấm, giúp cha mẹ có phương tiện tiêu dùng trong cuộc sống mà không phải mặc cảm tuổi già sức yếu. Đây là một việc làm thường nhưng cũng rất khó. Bởi vì người ta thường nói, hễ con trai lớn lên thì nó chỉ lo cho gia đình của nó, tức là thương và lo cho bên vợ. Con gái lớn lên thì nó chỉ lo cho gia đình của nó, tức là thương và lo cho bên chồng, lo cho con cái. Mà đã như vậy rồi thì làm sao có thì giờ, có phương tiện để lo lắng cho cha mẹ ruột của mình. Về điểm này, Phật tử chúng ta phải thật khéo. Hẳn nhiên khi có gia đình
thì phải có bổn phận trách nhiệm đối với gia đình, song phần hiếu đạo đối với cha mẹ, đối với tất cả những người mình thọ ân cũng không thể bỏ quên, không thể xem thường được. Nên vừa thực hiện bổn phận đối với gia đình, đồng thời cũng phải làm tròn đạo hiếu. Người Phật tử áp dụng được như vậy là người Phật tử tốt. Người đó có thể đem được tinh thần Phật Pháp phổ hóa trong cuộc đời này. Sống và áp dụng được như vậy thì từ con người, từ gia đình sẽ có những ảnh hưởng tốt đối với xã hội. Dù mình không nói một lời nào hết mà mọi người vẫn bắt chước, học và làm theo gia đình mình. Được vậy thì người con Phật có thể báo đáp phần nào ân nghĩa sanh thành đối với cha mẹ qua hai dạng tinh thần và vật chất. Người Phật tử còn phải có tâm chân thành, đời sống ngay thẳng, mọi sinh hoạt đều sáng suốt, nói làm như nhau. Thực hiện đạo hiếu cũng phải bằng tâm chân thành. Tâm thành là sao? Ví dụ như mỗi ngày chúng ta có món ngon vật lạ gì để dâng cho cha mẹ. Nếu là lòng thành thì một chén cơm, một bát nước hay một vật dụng gì thường thôi, ta cũng làm cho cha mẹ vui lòng. Đó là điều cần thiết. Người con Phật chúng ta luôn sống và làm những điều chân thật. Từ đó, việc giáo dục con cái của chúng ta dễ dàng, không khó khăn. Nếu làm điều gì mà trong đó có sự ẩn khuất, tâm tối hay do bức bách, thì e rằng việc làm đó không đưa tới kết quả tốt đẹp. Cho nên, chúng ta luôn sống đúng với tinh thần của Đạo Phật là phải sáng suốt và chân thành. Người Phật tử luôn khép mình trong nếp đạo đức và phẩm hạnh cao siêu, vì vậy có được nhiều hạnh phúc. Tiếng Pali có từ Susukham, nghĩa là quả là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta có duyên với Đạo Phật, áp dụng được Đạo Phật, nên chúng ta là những thành viên trong giáo đoàn của Phật. Mà đây là một đoàn thể có cuộc sống cao thượng, thanh khiết, tập thể của những người sống có hạnh phúc với tinh thần sáng suốt, chân thật và tốt đẹp. Phật tử chúng ta phải tâm niệm rằng, nếu đời sống sinh hoạt của chúng ta trái với sự chân thật, trái với hiếu đạo, trái với những gì tốt đẹp mà các bậc hiền thánh đã chỉ dạy, thì thà mất mạng chứ không đánh mất những đức hạnh đó. Bởi vì đó là niềm hạnh phúc cao quý nhất của người Phật tử chúng ta. Tại vì nếu không gặp chánh pháp của Phật, không áp dụng được chánh pháp trong đời sống, thì chúng ta không thể tìm được hạnh phúc chân thật. Tinh thần nhà thiền cũng nhấn mạnh là đừng bao giờ chạy tìm cái bên ngoài, bởi vì tất cả những cái ấy là giả tạm, không phải thật, không phải của mình. Những gì của mình mới chân thật, sáng suốt. Trí tuệ, tình thương, hiếu đạo là những cái chân thật mọi người ai ai cũng có sẵn hết. Vì vậy chúng ta khỏi phải chạy tìm ở đâu xa, mãi ngay đây ta nghiệm lấy. Nhận và sống được như thế thì đời sống của chúng ta là đời sống hạnh phúc. Đây là nguồn hạnh phúc chân chính, tốt nhất, cao thượng nhất mà không thứ hạnh phúc nào có thể bì được. Có câu chuyện như thế này. Một vị thiên tử đến thưa với Phật: những vị tu sĩ ở nơi thâm sơn cùng cốc, ngày ăn một lần, tu hành khắc khổ, nhưng tại sao nét mặt những vị ấy luôn tươi tỉnh, sáng suốt, thật hạnh phúc? Phật đáp: người nào không than vãn, sầu muộn những chuyện đã qua, không nóng nảy khao khát những chuyện chưa đến, mà chỉ tập trung tâm trí vào hiện tại và thực hiện tinh thần hiếu đạo, áp dụng được những phương thức sáng suốt, thì có đời sống chân thật, nói và làm hợp nhau. Điều Đức Phật chỉ cho vị thiên tử này chính là điều giúp cho chúng ta tăng trưởng hạnh phúc. Bởi vì có khi chúng ta suy nghĩ toan tính việc nọ việc kia mà lại bỏ quên việc hiện tại. Trách nhiệm bổn phận hiện tại thì quên đi hoặc xem thường, cứ ngồi đó toan tính việc trước việc sau. Nếu cứ toan tính ngược xuôi như vậy thì bản thân chúng ta mất đi hạnh phúc và sẽ không thực hiện được những gì cần thiết trong đời sống của mình. Bởi vì đánh mất hiện tại là đánh mất hạnh phúc hiện tiền. Những phúc duyên tốt ngay bây giờ chúng ta có thể hưởng được thì lại đánh mất đi. Bởi mất đi nên cứ kêu cầu hạnh phúc mà không bao giờ có hạnh phúc.
phải thấy được hạnh phúc là đây, bây giờ. Bình tĩnh xét lại những việc gì đáng làm ngày hôm nay thì làm. Cha mẹ già cần phụng dưỡng thì ta phụng dưỡng. Người thân cần giúp đỡ thì ta giúp đỡ. Cố gắng thực hiện cho được trọn vẹn như vậy mới là người thiết thực. Có thể làm việc gì trong khả năng của mình thì cứ làm. Đốt dâng Phật một nén hương, dâng cha mẹ một chén cơm, giúp người nghèo khó một đồng bạc, một bát nước, vân vân, thì nên làm liền, đừng đợi, đừng hứa hẹn gì cả. Đó là tinh thần hiếu đạo trong nhà Phật. Kế đây tôi nhắc lại câu chuyện Đức Phật. Đức Phật sinh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, phụ dương là Du Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Sau khi sinh thái tử được 7 ngày thì bà quá giảng. Nhờ công đức lành bà được sinh lên thiên giới. Như chúng ta biết, sau khi thành đạo rồi, Đức Phật liền nghĩ đến những người cùng tu đã giúp đỡ mình trong lúc gian khó. Ngài tìm đến Dường Lộc Uyển thuyết pháp độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Thời gian không lâu, Ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ thăm vua cha. Trong lần thăm đầu tiên, Ngài khuyến hóa được rất nhiều dương tôn công tử trong dòng họ phát tâm tu hành. Ngài còn tìm cách giúp đỡ cho dân chúng trong thành Ca Tỳ La Vệ kính tin Tam Bảo, tin sâu nhân quả. Đó là việc đầu tiên của Ngài đối với thân tộc. Khi vua Tịnh Phạn bệnh yếu, Ngài lại về thăm và an ủi vua cha, thuyết pháp cho vua nghe. Sau thời pháp ấy, nhà vua chứng quả A-na-hàm rồi băng hà. Lúc ấy, đích thân Ngài sắp đặt việc tang lễ tống tán vua cha. Có sách còn ghi lại, Ngài đã kê vai khiêng kim quang cùng tất cả hoàng thân. Có người cho rằng, Ngài là một vị Phật, cần gì phải làm những việc đó. Nhưng thật ra, Ngài làm như thế là một cung cách gương mẫu cho tất cả những người con đối với cha mẹ, đối với gia tộc. Như vậy để thấy, vị giáo chủ của chúng ta cũng có nghĩa tình thâm trọng như bao con người. Ngài có cha, có mẹ, có quê hương, thân tộc, và Ngài đã làm tròn bổn phận, tu hành thành đạo, đem giáo lý khuyến hóa dẫn dắt những người thân của mình hướng theo con đường tốt đẹp. Vào một mùa hạ, Ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho vị thiên tử tiền thân là hoàng hậu Ma Gia, giúp cho bà thành tựu được thánh đạo. Lịch sử kể lại, qua 3 tháng an cư trên thiên giới, Đức Phật đã thuyết pháp không những độ mẹ mà còn giúp cho hầu hết những vị có liên hệ với Ngài ở trên thiên giới nghe pháp và thành tựu thánh đạo. Đức Phật đã là tấm gương để chúng ta noi theo. Là người con Phật, nhất định chúng ta phải làm tròn hiếu đạo. Không vì hoàn cảnh hay lý do gì chi phối khiến cho chúng ta không làm tròn đạo hiếu, thực hiện được nhiệm vụ của chúng ta. Trong kinh kể lại, một hôm trên đường đi thuyết pháp, Đức Phật gặp 2 vợ chồng Bà La Môn nọ. Vừa thấy Phật, 2 vị chạy tới ôm Phật, khóc lóc kêu than: "Con ơi, sao con bỏ cha mẹ đi đâu lâu quá? Cha mẹ nhớ thương con, tới nay mới được gặp." Hàng đệ tử chung quanh thấy lạ, Đức Thế Tôn là một vị Phật mà bỗng nhiên 2 ông bà này tới ôm, than khóc và gọi là con, quả là điều phi lý. Chúng tăng định kéo 2 vị Bà La Môn này ra, nhưng Phật không cho. Ngài bảo: "Hãy để cho họ tự nhiên." Và nhân đó Phật kể: "Trong những kiếp xa xưa, 2 vị này từng là cha mẹ của ta, ta từng là con của 2 vị. Nên hôm nay duyên xưa hiện lại, các ông cứ để họ tự nhiên kể lể nỗi niềm, cho dòng nước mắt của họ chảy tuôn để dời đi những cảm xúc." Rõ ràng trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta có quan hệ tình thân với nhau. Do đó, đôi khi vừa gặp nhau mình liền có cảm tình. Cảm tình ấy là gì? Tức là những dây mơ rễ má trong nhiều đời, bắt nguồn trong tình thương, trong huyết thống từ thuở quá khứ. Chỉ có khác là thay hình đổi dạng, rồi vì không biết nên ta quên đi. Đức Phật đã từng nói: "Trong đại địa này, lấy một mũi kim cắm xuống đất, không có chỗ nào mà không đụng tới thân của Ngài."
để thấy chúng ta bị luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu đời, sanh nơi này mất nơi kia. Nếu nhìn bằng con mắt tuệ, chúng ta sẽ thấy sự liên hệ huyết thống giữa con người với con người, dây trả nợ nần, ngược xuôi lên xuống. Nay gặp nhau là do nhân duyên chằng chịt nhiều kiếp. Vì vậy, theo tinh thần của đạo Phật, chúng ta phải xem tất cả mọi người chung quanh mình. Lớn hơn ta là cha mẹ ta, ngang bằng ta là anh em ta, nhỏ hơn ta là con cháu ta. Có nghĩa ai cũng là người thân của ta hết. Mà đã là người thân thì không có quyền thương người này, bỏ người kia, nghĩ xấu hay đối xử không tốt với người thân của mình. Vì như vậy là bất hiếu, bất nghĩa đối với cha mẹ quyến thuộc rồi. Người Phật tử phải là người giữ đạo hiếu, chứ không phải người bất hiếu. Nếu là người bất hiếu thì không xứng đáng là người Phật tử. Người giữ đạo hiếu thì đối với tất cả chúng sanh đều thương yêu bình đẳng, không phân biệt thân sơ. Như vậy là áp dụng đúng tinh thần đạo Phật trong đời sống của mình. Qua đó, chúng ta thấy trong nhà Phật nói đến hiếu đạo là nói đến một bài kinh, một phương pháp sống, nói đến huyết mạch của chúng ta. Đạo hiếu thành tựu thì chúng ta có thể thành tựu tất cả những phương pháp tu hành khác. Đạo hiếu không thành tựu mà muốn thành tựu những phương pháp tu hành khác như thành Phật, thành Tổ thì điều này giống như nấu cát muốn thành cơm vậy. Trong nhà thiền có câu chuyện này. Tổ Hoằng Nhẫn là một vị tổ phước tướng đặc biệt. Nhân duyên ra đời của ngài được kể lại thế này. Nguyên tứ tổ đạo tính đi du hóa, gặp Tài Tòng đạo giả là một vị tăng chuyên trồng tùng trên núi. Tài Tòng đạo giả thưa với tứ tổ: đối với Phật pháp con có thể nghe và hành trì được không? Tứ tổ đáp: ông tuổi đã già, dù có nghe thâm đắc cũng không làm lợi ích được gì bao nhiêu. Tài Tòng đạo giả thưa: vậy ngài có thể đợi con được không? Tứ tổ nói: ta sẽ cố gắng. Nói xong, Tài Tòng đạo giả xuống núi, gặp một cô gái đang ngồi giặt đồ dưới bờ sông. Ngài hỏi cô gái: có thể cho tôi ở trọ được không? Cô trả lời: tôi còn có cha mẹ ở nhà, thầy muốn gì thì đến thưa với cha mẹ tôi. Ngài hỏi lại lần nữa: riêng cô có bằng lòng không? Cô trả lời: riêng tôi thì tôi rất hoan hỷ, nhưng thầy ấy thưa với cha mẹ tôi. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ấy, cô gái có mang, bào thai lớn dần, cô bị gia đình đánh đuổi ra khỏi nhà, lang thang khổ sở. Cuối cùng cô sinh được một bé trai xinh đẹp lạ thường. Khi sinh ra, càng thương con cô càng khổ. Con không cha, mà cô thì quả thực chưa từng gần gũi quan hệ với người khác phái nào. Xấu hổ, cô đặt đứa bé trên chiếc bè, đem thả xuống sông cho trôi đi đâu thì đi. Sáng ngày, cô thấy đứa bé ngồi xếp bằng ngay thẳng, gương mặt tươi tỉnh lạ thường, nên cô vừa lấy làm lạ vừa xót thương bồng về nuôi. Đến 7 tuổi, đứa bé có một cốt cách rất đặc biệt, ngồi thì thẳng lưng, ăn thì không ăn những mùi tanh hôi, mắt nhìn thẳng. Duyên đến, tứ tổ nhận đem về chùa nuôi. Lớn lên ngày đắc đạo, được tổ truyền tâm ấn, kế thừa tổ vị. Ngài chính là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nghĩa là mẹ ngài chịu tất cả những khổ nhục để nuôi dưỡng và sinh ra ngài. Thầy của ngài cũng vẫn chịu sự già yếu bệnh tật, chờ ngài lớn lên để truyền tâm pháp cho ngài. Sử ghi lại, sau khi Tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp cho Tổ Huệ Năng, ngài không thăng tòa nữa. Chúng hỏi: tại sao hòa thượng không thăng tòa nữa? Ngài nói: pháp đã về phương Nam, bây giờ ngài trở lại am sống gần mẹ, lo lắng cho mẹ. Bổn phận đối với đạo đã xong, giờ trở về làm bổn phận hiếu đạo đối với mẹ. Trong hàng tổ sư của chúng ta đã có các bậc như vậy. Hiếu đạo có hai: tinh thần và vật chất. Đối với người xuất gia thì đền đáp công ơn cha mẹ bằng cách lo về mặt tinh thần,
bởi vì chúng ta không có đầy đủ phương tiện để nuôi dưỡng cha mẹ, chỉ còn ráng tu thực hành công phu cho được viên mãn. Thành đạo rồi thì hiếu đạo theo đó cũng được viên mãn. Như Tôn giả Mục Kiền Liên, nếu không tu hành đắc đạo, không có thần thông thì làm sao biết mẹ ở trong cảnh ngạ quỷ khổ đau mà tìm phương cứu thoát. Đức Phật bỏ tất cả hoàng thành, phụ dương, vợ con, vân vân đi tu. Nếu không thành tựu đạo nghiệp thì làm sao trở về giáo hóa phụ thân và hoàng tộc đạt được đạo quả. Cho nên trước nhất là chúng ta phải tu hành chân chính, sau mới đem công đức và đạo lý để hướng dẫn, khuyến khích người thân tu hành. Như vậy mới gọi là chân thật báo hiếu. Trái lại, nếu chúng ta không chịu nỗ lực tu tập thì khó có thể báo hiếu cho song thân. Còn vị nào có đủ điều kiện thì lo thêm phần vật chất, tùy theo phạm vi hoàn cảnh cuộc sống của mình mà làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Trong ngày lễ Vu Lan năm nay, bằng tất cả nhiệt tình, chúng tôi cố gắng trình bày ý nghĩa hiếu đạo trong nhà Phật. Như kinh đã dạy, hiếu là trên trước, hiếu là tất cả, là mẹ của tất cả những công đức lành, mẹ của tất cả những phương pháp tu hành để thành Phật. Như vậy, người con Phật thì đi theo con đường của Phật. Chúng ta không thể bỏ quên hiếu đạo, cũng không nên hẹn lần hẹn lửa, mà phải tùy theo phạm vi, khả năng, hoàn cảnh của mình siêng năng tu tập hiếu đạo. Được vậy mới hy vọng dù cách Phật xa, nhưng đối với pháp Phật chúng ta luôn luôn gần gũi hành trì và xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Phật dạy cách báo hiếu. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày báo hiếu, cũng là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của giới Phật tử chúng ta. Nói đến hiếu đạo là nói đến đạo sống của con người. Dù là tôn giáo nào, ai ai cũng phải lấy hiếu đạo làm gốc. Ngày rằm hôm nay là ngày mọi người con Phật dâng hết lòng thành của mình lên đấng sanh thành, ông bà, cha mẹ, vân vân, là những người đã tạo ra chúng ta. Cha mẹ đã dày công sanh thành, nuôi dưỡng, gây dựng cho chúng ta một cuộc đời, một sự sống. Tâm trạng lo lắng ấy không biết đến đâu là cùng. Cho nên người xưa nói, giọt nước luôn luôn chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Cha mẹ 100 tuổi, con 80 tuổi hoặc hơn 80 tuổi, cha mẹ cũng vẫn còn lo lắng cho con. Nghĩa là không bao giờ cha mẹ bỏ quên chúng ta, mà muốn cho chúng ta trưởng thành, ấm no, sung túc. Thấy con người học giỏi thì cũng muốn con mình học giỏi. Thấy con người làm công việc phát đạt thì cũng muốn con mình được như vậy. Muốn con luôn luôn là người tốt, người hiếu đạo, đó là những nguyện ước của cha mẹ. Như vậy, để tỏ lòng hiếu đệ với các bậc sanh thành, chúng ta phải làm như thế nào? Trường hợp cha mẹ đã quá giảng, chúng ta nên tu tạo các công đức lành hồi hướng về cho cha mẹ. Nếu cha mẹ vì nghiệp dữ phải đọa vào ác đạo, chúng ta thành tâm thiết lễ trai nghi, cúng dường tam bảo và tha thiết phúng tụng kinh kệ để chuyển hóa nghiệp dữ cho cha mẹ qua lời Phật dạy. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện, nếu còn một chúng sanh khổ thì Ngài nguyện không thành Phật, còn một chúng sanh ở trong địa ngục thì Ngài còn ở đó để mà cứu vớt. Chỉ khi tất cả chúng sanh hết khổ, Ngài mới chịu lên ngôi chánh giác. Với lời nguyện to lớn ấy, Ngài là vị Đại Bồ Tát thường thể hiện trong cuộc đời ở những chốn khổ đau để cứu vớt chúng sanh, trong đó có cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Đức Phật thường dặn dò các vị Đại Bồ Tát phải luôn giúp đỡ chúng sanh khi chúng gặp hoạn nạn hay bị đày đọa trong những chốn khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng, nếu có người nam, người nữ nào trong chút ít căn lành trong Phật Pháp, ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó tu tập lần lần được đạo vô thường, chớ để họ thoái thất. Nếu có kẻ mới tu chút ít căn lành mà phải đọa lạc trong các đường khổ, ông khiến những người ấy nhớ niệm danh hiệu của Phật và dùng thần lực khiến họ không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sở dĩ có địa ngục, có những chốn khổ đau là do chúng sanh tạo nghiệp không tốt mà chiêu cảm nên. Nghiệp không tốt ấy từ nơi thân, miền, ý mà sanh ra. Từ đó chúng ta bị các thứ tham lam, sân hận, si mê, điên đảo kéo lôi. Tóm lại, cảnh khổ ở địa ngục là do chúng ta tạo chứ không phải ai bày ra, áp đặt đưa chúng ta đến.
Điều này chúng ta nghiệm lấy cũng có thể biết. Ví dụ như có người chọc giận mình giận người đó, tức là tâm không yên, địa ngục hiện tiền trong lòng của chúng ta rồi. Địa ngục hiện ra thì thân bức xúc, miệng dùng lời chửi mắng, tiếp theo là những ý niệm xấu xa hay những hành động hại người. Khi nghĩ làm những việc ấy thì tâm mất sự an lạc vì bị cấu xé làm ô nhiễm. Địa ngục hiện tiền là thế, do chúng sinh tự gây tạo rồi chiêu cảm lấy thôi. Đã như vậy thì cầu cứu ai? Cầu Phật, Phật cứu được không? Nhất định là không, tự mình phải cứu mình. Vì vậy Phật dạy ngài Địa Tạng, những chúng sinh có gieo chút ít căn lành đối với Phật pháp, ông cố gắng giúp họ phát triển căn lành của mình, tự hoàn chỉnh bản thân, tự hoàn chỉnh mình được rồi thì tự nhiên sự chiêu cảm cảnh địa ngục không còn nữa. Rõ ràng chủ trương của đạo Phật là hoàn thiện ngay từ con người, sửa ngay từ tâm của chúng ta, nên có câu tu tâm dưỡng tánh là vậy. Phật nói tiếp: nghiệp lực chúng sanh rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di sâu vượng biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù chỉ mảy muốn đều phải chịu lấy. Tôi lặp lại: nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di. Bởi nó lớn quá nên chúng ta tu hoài mà vẫn chưa thành Phật. Tu không hết nghiệp thì làm sao thành Phật được? Lại nghiệp sâu vượng biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Nghiệp nặng quá nên tu không nổi, nghiệp sâu dày quá nên không làm được việc gì có công đức, có đạo hành, có trí tuệ. Thế nên người Phật tử phải quan tâm, phải chủ động để chuyển nghiệp, từ nghiệp không tốt thành nghiệp tốt. Chúng ta không sợ nghiệp nhưng phải biết cách chuyển nghiệp. Còn nếu không chuyển nghiệp được thì phải sợ nghiệp thôi. Vì nghiệp đã gây tạo rồi thì phải trả nợ. Chuyện ấy là dĩ nhiên rồi, không ai chạy trốn được. Phật lại dạy: vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không có tội. Sau khi chết rồi đều có quả báo, dù chỉ mảy muốn đều phải chịu lấy. Dù chỉ tạo một mảy muốn nhỏ xíu thôi, nhưng kết quả của nó vẫn có. Một tâm niệm, một ý nghĩ, một lời nói, một việc làm, nhưng tà dại trái với chánh pháp, trái với lương tâm thì sẽ mang lấy hậu quả không tốt. Nên người Phật tử phải dè dặt khi tạo nghiệp. Lại chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, cho dù gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Khi đã tạo nghiệp rồi thì phải mang gánh hậu quả của nó, không ai thế cho ai được, dù chí thân như cha với con. Nếu có gặp nhau, mỗi người cũng phải đi theo nghiệp riêng của mình. Vì thế chúng ta đừng ỷ lại, cho rằng quý thầy, quý sư cô tụng kinh thì chúng ta có thể siêu độ. Nếu quý thầy cô tu hành không ra gì thì quý vị nghĩ sao? Cầu cho ai giúp cho ai được, trong khi mình nghèo quá. Thực tế là như vậy, người có tiền của, phương tiện, địa vị thì mới có thể giúp người này người kia được. Nếu nghèo quá, muốn giúp cũng không thể giúp được. Nói không ai nghe, của cải phước lực không có. Đây là điều chúng ta đáng sợ, đáng lo. Chúng sinh cho tới bây giờ còn lăn lóc trong các đường là biết nghiệp tập nhiều năm. Tội thì nhiều mà phúc thì kém. Tội là bởi nghiệm lại thấy vừa ngồi yên một chút thì trong lòng lăng xăng, nghĩ chuyện hơn thua, danh lợi. Còn các phúc thiện, việc lành, việc phước chúng ta muốn giữ gìn, nhưng có khi lại quên đi từ hồi nào, không nhớ nổi. Trái lại, gây với ai, giận ai, buồn ai, cách đây 5-10 năm, cần thì nó hiện ra nguyên hình, giống như xem video. Bởi vậy chúng ta phải tự lo, không nên ý lại vào ai. Nếu Phật cứu được thì chúng ta đã thành Phật từ lâu rồi. Không ai cứu được mình bằng mình tự chuyển hóa, tự sửa đổi, tự cải thiện chính tâm của mình. Cho nên Phật mới dạy ngài Địa Tạng, chúng sanh dù chỉ gây được một chút nhân nhỏ xíu ở trong Phật pháp, ông nên dùng đạo lực của ông khiến cho họ phát triển dần đó, để họ tự thành tựu lấy đạo quả. Chứ Phật không bảo ngài đem khả năng của ngài khiến người đó thành Phật, thành Tổ, thành La Hán. Trong nhà Phật không có chủ trương ban phước giáng họa như vậy. Chư Tăng, Chư Ni là người có trách nhiệm vừa tu hành chân chính, vừa nói lại lời pháp của Phật dạy để cho quý Phật tử nghe và tu tập theo, cho chúng tôi không thể ban cho quý vị điều gì cả. Qua hai đoạn kinh văn trong kinh Địa Tạng cho Phật tử chúng ta thấy, tu hành là tự mình phải nỗ lực. Trên chúng ta có Phật, có thiện hữu tri thức và có những vị Đại Bồ Tát luôn luôn phát nguyện gần gũi,
để dìu dắt chúng ta tu hành, nhưng chính bản thân chúng ta phải tu, phải sửa thì mới tốt được. Dù thiền tri thức thật nhiều luôn ở bên cạnh nói cho chúng ta những điều hay lẽ phải, nhưng bản thân chúng ta không chịu tu sửa thì chẳng được gì cả. Chủ trương của đạo Phật là phải tự nơi chính mình, muốn giúp cho người tốt thì bản thân mình phải tốt. Ví dụ như chúng tôi muốn nói đạo lý, hướng dẫn Phật tử tu hành đúng theo chánh pháp của Phật, thì bản thân chúng tôi trước phải tu đúng chánh pháp, sau đó chúng tôi mới có thể hướng dẫn đúng cho Phật tử được. Chúng ta đừng nghĩ rằng niệm Phật thì được Phật cứu. Niệm Phật là nhờ quy lực của Phật mà giúp cho người chịu tội chuyển hóa tâm thức của họ, nhờ thế họ thoát khỏi kiếp khổ. Tự mình phải tu, phải cố gắng, phải nỗ lực, cộng với sự gia trì của chư Phật thì mới thành tựu ước nguyện được. Cũng cần lưu ý, công đức tu tập cộng với sự chuyển hóa thanh tịnh, nếu hợp nhau thì chúng ta được hưởng trọn vẹn. Nếu tạo được công đức mà chúng ta không thanh tịnh, không chuyển hóa thì công đức ấy chỉ hưởng được một phần nho nhỏ thôi. Chuyện tiền thân của Phật kể: có một tiền kiếp, Phật là người con bất hiếu. Khi chết, Ngài đọa vào địa ngục. Ở đó, Ngài thấy có những chúng sanh trên đầu đeo vòng lửa quay cháy đỏ, toàn thân hừng hực như một cây lửa. Chúng sanh ấy kêu la, than khóc thảm thiết. Thấy cảnh như vậy, Ngài hỏi ngục tốt: kẻ ấy tạo tội gì mà bị hình phạt ghê gớm như vậy? Quỷ dữ ngục đáp: đó là một người con bất hiếu. Khi sống, kẻ ấy không nghe lời cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn, gây tạo những điều trái đạo, trái với lương tâm, nên bây giờ phải trả nghiệp như vậy. Nghe xong, Ngài rúng động, bởi vì chính Ngài cũng không nghe lời cha mẹ nên bị rớt xuống đây, thì chắc chắn dòng lửa ấy sẽ đến với Ngài. Ngài hỏi thêm: bao giờ kẻ kia mới chịu tội báo đó? Quỷ sứ nói: chừng nào trên trần gian có người con bất hiếu khác xuống thai thì dòng lửa ấy sẽ hết. Quỷ vừa dứt lời thì dòng lửa ấy bay dù tới chụp lên đầu Ngài, đốt cháy toàn thân, làm cho Ngài đau khổ nên la thảm thiết. Nhưng vì Ngài có nhân chủng Phật sâu dày, nên qua hình phạt đau khổ đó, Ngài liền phát đại nguyện: tôi nguyện chịu thay tất cả những thống khổ này, nguyện ở trên đời đừng có người con bất hiếu nào đọa vào đây nữa cả. Vừa phát đại nguyện xong thì dòng lửa đỏ trên đầu Ngài cũng liền biến mất, Ngài thoát khỏi cảnh địa ngục. Chúng ta thấy tâm hiếu quan trọng như vậy đó. Phật luôn luôn dạy chúng ta phải nỗ lực tu tập để độ mình và độ cho cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, chứ không thể nương nhờ vào Phật lực. Dù Phật đưa tay chờ mà chúng ta không đưa tay để Phật kéo lên thì không bao giờ được cứu vớt cả. Mà đưa tay bằng cách nào? Phật dạy phải nhớ Phật, niệm Phật, đừng niệm gì khác, đừng niệm danh lợi tiền bạc ở thế gian, mà chỉ niệm Phật, tức là phải giác ngộ, tỉnh táo, sáng suốt thì Phật mới nắm tay kéo lên được. Chúng ta chưa làm được việc đó nên Phật chờ hoài mà vẫn chưa có ai để kéo lên. Tu thiền hay tu tịnh cũng vậy, nếu không định tĩnh sáng suốt, tự tu tập, tự khắc phục những khuyết điểm của mình thì dù cho có nói thiền, có ở chùa làm bao nhiêu việc chăng nữa cũng chẳng được gì. Quan trọng là chúng ta phải tự nỗ lực, cố gắng tu, làm sao cho đạt được kết quả thì việc trả ơn cha mẹ không khó. Lại một câu chuyện nữa trong kinh Địa Tạng. Có người con gái Bà La Môn nhưng rất tin kính Tam Bảo. Cô tu tập theo sự hướng dẫn của chư Tăng Ni, đúng với đạo chân chính, giác ngộ của Phật. Nhưng mẹ cô không chấp nhận, vì bà là người ngoại đạo nên sanh tâm quỷ báng và luôn chống đối việc tu học của con gái. Do đó, ba nghiệp thân khẩu ý của bà ngày càng xấu ác. Biết rõ điều đó, nhưng cô con gái không làm sao khuyên mẹ được. Cô rất khổ tâm, nên càng nỗ lực tu tập để hồi hướng công đức cho mẹ, mong chuyển hóa được mẹ. Song vì lòng bất kính, quỷ báng Tam Bảo của bà quá sâu nặng, nên khi lâm chung, bà bị đọa vào địa ngục. Biết chắc mẹ sẽ đọa vào đường dữ, nên trong suốt thời gian 49 ngày, cô thiết tha tu hành, cúng dường Tam Bảo để hồi hướng công đức cho mẹ, mong sao cứu mẹ hết khổ. Trong lúc thành khẩn làm các việc công đức, niệm danh hiệu Phật, thì một hôm cô mộng thấy mình đến một bờ biển. Dưới biển nước sôi sùng sục, đứng trên bờ là những người tay cầm chĩa ba, chĩa tư, đầu có sừng có gạt, mặt mũi hung thần. Nhưng nhờ phúc lực đặc biệt nên đứng gần những vị này mà cô không hề sợ sệt. Lại dưới nước sôi có nhiều thú dữ như cọp, beo, chó, bằng đồng, sắt, và có rất nhiều chúng sanh lặn hụp trong đó. Họ bị những kẻ cầm chĩa đâm chém rồi liệt xuống nước sôi cho thú dữ nhai nuốt chơi giỡn. Cảnh tượng thật là hãi hùng. Cô nhìn rồi hỏi người đứng gần nhất: đây là nơi nào mà cảnh tượng ghê gớm như vậy? Quỷ sứ đáp:
đây là địa ngục A Tỳ hay còn gọi là địa ngục vô gián? Cô hỏi, những tội nhân nào tạo nghiệp gì mà bị rớt xuống đây? Quỷ sứ đáp, những ai trên thế gian không tin Tam Bảo sát hại chúng sanh, làm những việc bất nhân thất đức thì bị rơi xuống đây. Cô hỏi thêm, do nhân duyên nào mà ông đứng ở đây và vì sao tôi đến nơi này? Quỷ sứ vui vẻ trả lời, nơi này có hai trường hợp để đến được. Một là do nghiệp dẫn, hai là do công đức tu hành. Cô là người tu hành chân chánh nên đến đây mà không sợ sợ gì cả. Cô đứng gần tôi cũng không sợ, còn dám hỏi những chuyện như này nữa, nên biết cô có công đức rất lớn. Quỷ sứ lại hỏi, cô đến đây để làm gì? Cô nói, tôi đến tìm mẹ. Mẹ tôi lúc sống không tin Tam Bảo, tạo những điều ác. Vì thế sau khi qua đời, có lẽ mẹ tôi sẽ bị dẫn tới những nơi khổ đau này. Tôi đã chí thành khẩn thiết tu tập và niệm danh hiệu Phật. Nhờ hồng ân, quy đức ấy mà tôi được đến nơi này để tìm mẹ và cứu mẹ. Quỷ sứ hỏi, mẹ cô tên gì? Cô nói họ tên mẹ và cả tên cha đã chết trước. Quỷ sứ liền chắp tay chào cô một cách hết sức cung kính và thưa rằng, những tội nhân ấy cách đây 3 ngày đã được thác sinh về thế giới an lành rồi. Chẳng những hai người đó được thác sinh mà toàn thể chúng sinh trong cảnh khổ như cô thấy đây, ngày ấy cũng đều được thác sinh hết. Cô gái mừng vô hạn và ngay đó liền phát nguyện như thế này: tôi nguyện đời đời tu tập theo chánh pháp, đời đời thay chúng sanh chịu mọi sự đau khổ. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng hủy bán Tam Bảo, đừng tạo nghiệp để rơi vào địa ngục khổ đau này. Như vậy trong đạo Phật có nói đến cứu khổ, nhưng chủ trương cứu khổ là tự mình phải có công đức, phải tu tập chân chánh, phải chuyển hóa mới có thể làm việc đó. Chúng ta có quyền cầu nguyện, nhưng chủ yếu là phải nỗ lực tu tập. Do tu tập có công đức nên lời nguyện mới có sự đáp ứng. Nếu chỉ nguyện suông mà không chịu tu thì không có kết quả gì hết. Tu làm sao? Suy nghĩ bậy thì đừng suy nghĩ, nói bậy thì đừng nói, làm bậy thì đừng làm. Dù tại chợ, tại nhà hay ở đâu, quý vị cũng tu được. Có điều kiện thì đi chùa, sắm đèn nhang cung kính. Không có điều kiện thì ở nhà người ta chửi mình nhịn là tu. Dân gian có câu, một câu nhịn chín câu lành. Đừng tưởng nhịn là nhục, ai nghĩ nhịn là nhục đó là hiểu theo kiểu nói tầm thường. Nhịn là nhẫn, nhẫn được là đại hùng đại lực chứ không phải là nhục. Nếu người ta chửi mình mà mình chửi lại thì sẽ dẫn tới đánh nhau. Mà đã đánh nhau thì có người ăn có kẻ thua. Người ăn kẻ thua không giải quyết được thì thêm mấy ông an ninh khu vực tới chứng minh. Sự việc nếu giải quyết không xong nữa thì phải đưa ra tòa, tốn tiền tốn bạc, đủ thứ phiền não rắc rối. Nên nói một câu nhịn chín câu lành là vậy. Cách tu hành này ai cũng có thể tu được, giàu cũng tu được, nghèo cũng tu được. Kế đến, tôi nói về phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề nghĩa là phát tâm giác ngộ. Chúng ta ai cũng có sẵn tâm đó hết. Phật dạy, tâm Bồ Đề là con đường cái dẫn đến trí huệ, là suối thiên có thể gột rửa tất cả, là cỗ xe chuyên chở các Bồ Tát, là cánh cửa mở ra các hành vi của các Bồ Tát. Tâm Bồ Đề tức là tâm giác, tâm đó là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Phát được tâm đó là mở được cánh cửa lớn, cửa giác ngộ giải thoát. Phật tử chúng ta sau khi hiểu đạo rồi phải tiến lên, phải phát tâm Bồ Đề. Bởi vì chúng ta không thể nguyện Phật cho mình thành Phật, mà nguyện con phát tâm cầu thành Phật, phát tâm giác ngộ. Tâm đó con có sẵn, con nguyện nhận ra bản tâm đó của chính con. Chư Phật ra đời là muốn chỉ cho chúng ta nhận ra tâm đó. Vậy muốn phát tâm đó phải làm sao? Phải loại bỏ tất cả những vọng tưởng lăng xăng, đắm trước, tâm tối. Chúng ta loại bỏ hết những thứ đó thì tâm Bồ Đề mới hiện tiền. Không cần phải kiếm ở đâu xa. Muốn thế, chúng ta hằng tỉnh táo, sáng suốt, soi chiếu lại mình, không chạy theo bên ngoài. Ai có rủ chúng ta về thế giới có tuổi thọ các ngàn tuổi, hoặc bước một bước từ đầu núi này sang núi khác, hay uống một viên linh đơn sống cả ngàn năm? Chúng ta xin thôi. Sống dài mệt lắm, chỉ cần sống trong tỉnh táo sáng suốt, sống với tâm an lạc giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng mục đích của chư Phật ra đời là muốn chỉ cho tất cả chúng sinh nhận được tri kiến Phật của chính mình. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, mục đích ra đời của chư Phật là dạy cho tất cả chúng ta biết chúng ta có cái tâm thanh tịnh giải thoát, tâm Phật, tâm chân thật, chứ không phải những thứ lăng xăng điên đảo bên ngoài. Lại trong kinh, Phật cũng nói tâm Bồ Đề là nơi trú ngụ của Tam Muội, là khu vườn hưởng thụ pháp lạc, là chỗ an ổn của thế gian, là chỗ nghỉ ngơi nương tựa của bậc Bồ Tát. Chúng ta muốn nương tựa gần gũi với Phật, chúng ta phải có Tam Muội.
Tam muội tức là sự định tĩnh của mình. Ví dụ, đang ngồi đây mà nghe ai nói đến tên mình hay tên của người thân mình là nổi sùng lên, đó không phải là định tĩnh. Mà nghe thì cứ nghe, nghe âm thanh, xe chạy, người nói mà vẫn ở trong định tĩnh, đừng để âm thanh dẫn mình đi. Như vậy là có chánh định, có tam muội. Đến đây tôi kể một câu chuyện trong nhà thiền. Có một nhà sư tu khổ hạnh, từ ngồi chẳng nằm, vì thế ít người dám theo học với ngài. Vì có chú đệ tử nhỏ thông minh lanh lợi thì thường gần gũi nhà sư. Ngài nhận biết chú nhỏ sau này có thể dùng được nên cho làm thị giả. Có điều lạ là chú không nghe lời thầy. Ông thầy thì ngồi thiền suốt ngày đêm, trái lại chú nằm hoài. Lúc đầu thấy chú còn nhỏ mà bắt chú ngồi thiền thì không được, nên ngài cho chú nằm. Nhưng nằm thì cũng phải có giờ ngồi dậy, chứ nằm hoài sao được. Tuy nhiên chú nằm ngủ nhưng rất tỉnh. Khi ngài động là chú giật mình thức dậy, rất tỉnh táo. Một hôm thấy đệ tử đã lớn mà cứ nằm hoài, ông thầy phát bực quở: "Chú mày nằm hoài chết sẽ thành rắn." Chú đệ tử trả lời: "Sư phụ cứ ngồi hoài chết sẽ thành cốc." Ngay câu nói ấy, ông thầy ngộ đạo. Từ công phu lâu ngày nên chỉ cần một duyên nhỏ, ngài liền ngộ đạo. Ông thầy như thế, có học trò như thế, thành tựu được cho nhau, kể cũng thật là đặc biệt. Cho nên trong nhà thiền quý ở tâm định tĩnh. Tóm lại, dù trong hoàn cảnh nào, là người tại gia hay xuất gia, chúng ta cũng phải để tâm vào việc tu tập. Trước là tự lợi cho mình, sau cũng để đền trả thâm ân cao trọng của cha mẹ. Đem công đức tu tập của mình hồi hướng về cho cha mẹ, phát tâm kính tinh tam bảo, bỏ ác làm lành, để đời sinh vào ngôi nhà Phật pháp. Phật dạy tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy chúng ta phải làm sao để mình và cha mẹ phát tâm bồ đề, tu hành cho đạt được quả vị Phật mới xứng đáng là đệ tử Như Lai. Nhân mùa Như Lai báo hiếu ngày tự tứ năm 1993 này, chúng tôi xin chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như vắng mặt hôm nay nhớ lại rằng chúng ta đều có Phật tính, có tri kiến Phật, chúng ta là Phật sẽ thành. Vậy chúng ta phải làm sao phát huy được tính Phật sẵn có nơi chính mình. Chúc quý vị thành Phật, chúng tôi cũng thành Phật, tất cả chúng ta đều thành Phật. Hôm nay chúng tôi điểm qua vài vấn đề hiếu đạo của người con Phật. Người con Phật, nhất là người xuất gia, phải giải quyết vấn đề hiếu đạo như thế nào? Thường thế gian vẫn cho rằng người xuất gia không làm tròn hiếu đạo. Quan điểm này cần phải được tìm hiểu cho tường tận, thấu đáo. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành những người nông cạn, thiếu hiểu biết, và vì vậy dẫn đến những sai lầm đáng tiếc đối với đời sống phạm hạnh của bậc xuất gia tôn quý. Có 5 điều cần biết khi tu hành. Chúng ta cần phải biết, một trong những nguyên nhân để bị rơi vào địa ngục là không hiếu thảo với cha mẹ hoặc giết hại cha mẹ. Cho nên Phật tử khi đã hiểu đạo rồi thì đừng bao giờ làm người con bất hiếu. Tất cả những kinh điển của Thánh Hiền đều dạy chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, bảo bọc anh chị em và những người thân của mình. Phật dạy chúng ta phải thương tất cả chúng sinh như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, bởi vì chúng sinh nào cũng là Phật sẽ thành. Đối với chúng sinh còn như thế, huống nữa là cha mẹ hiện đời của mình. Điều này chúng ta có thể tu được. Hiếu thảo với cha mẹ là một hạnh tu mà không cần phải tổ chức cúng kiến gì cả, tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên nói cha mẹ là Phật tại tiền, đây là điều thứ nhất. Một trong những trọng tội rơi vào địa ngục là làm thân Phật ra máu, chê bai chân lý, phỉ báng tam bảo. Quỷ bán tam bảo là sao? Tam bảo là 3 ngôi báo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ở đây tôi nói tánh giác là Phật, chân thật là Pháp, thanh tịnh là Tăng. Sống với trí tuệ, với tánh giác của mình, tức là sống với Phật bảo. Sống với niệm chân thật của mình, tức là sống với chánh Pháp. Sống với tâm thanh tịnh giải thoát của mình, tức là chân Tăng. Chúng ta luôn sống với niệm thanh tịnh, giải thoát chân thực của mình, tức là không quỷ bán tam bảo. Đó là sống với tam bảo, thực hiện tam bảo một cách trọn vẹn ngay trong đời sống này. Về phương diện pháp tướng, đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đối với giáo pháp của Ngài, đối với đoàn thể thanh tịnh tăng già đệ tử của Ngài, chúng ta một lòng cung kính. Vì tăng đoàn là những vị mang hình ảnh, mang chí cả, mang từ bi, mang trí tuệ của Phật,
diễn hóa trong đời. Từ các ngài mà chúng ta có thể hiểu biết, phát tâm tu hành, đó là người ân, người thầy của chúng ta. Đối với Pháp, tức là đối với các lời dạy của Phật, giúp cho chúng ta kiện toàn thân tâm, có được đời sống an lạc. Lời dạy của ngài là những phương pháp giúp cho chúng ta qua được sông mê bể khổ. Đời sống của ngài cũng như đời sống của những vị thánh đệ tử là đời sống thanh tịnh giải thoát, nên chúng ta cần phải quý trọng, nương tựa các ngài. Chúng ta thực hiện được việc đó, nghĩa là chúng ta không gây nhân khổ thì nhất định không bao giờ có quả khổ. Đây là điều thứ hai. Một điểm nữa là chúng ta phải giữ gìn từng tâm niệm của mình đối với tất cả mọi người, nhất là những vị tu hành thanh tịnh. Phật giáo Việt Nam ngày nay có nhiều hình thức tu sĩ. Nếu bất thần quý vị thấy tu sĩ có những hành động hoặc ngôn ngữ không đáng kính, Phật tử phải bình tĩnh, bởi vì vẫn có nhiều điều mà chúng ta đáng học và sẽ học được từ những vị này. Hoặc chúng ta thấy một thầy tu mặc áo vàng cũ kỹ, xốc xếp, mang cái bị cũng không ra gì, bình bát chẳng thành bình bát. Sư đi vào phố, đến từng nhà để khất thực mà không có nghi thức đúng với đạo Phật. Chúng ta nghĩ có lẽ ông thầy này là ông thầy giả, liền sanh niệm bất kính. Nhưng khoan đã, còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa học được ở vị này. Bởi vì Phật, Bồ Tát, chúng sinh, ma quỷ lẫn lộn, làm sao biết vị đó là Bồ Tát hay là ma quỷ? Chúng ta khoan phê phán mà phải bình tĩnh. Nếu muốn phê phán về con người ấy thì chúng ta phải có thời gian tìm hiểu, rồi chúng ta sẽ phê phán. Cho nên cái nhìn của đạo Phật là quán chuyển, hóa giải. Chúng ta khoan kết luận mà phải thân cận để tìm hiểu, cuối cùng rồi nhận định đúng hay sai, tà hay chính. Trong Kinh Pháp Hoa, có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Ngài không thăng tòa, không nói kinh điển gì cả. Gặp bất cứ ai, ngài đều lễ lại và nói: "Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đều là Phật sẽ thành. Dù cho bị người khinh khi, hoặc có khi bị mắng nhiếc, đánh đập, ngài cũng vẫn cứ lễ lại. Người làm được như thế thì làm sao ta dám khinh? Vì vậy không thể nhìn ở hình thức bên ngoài, mà chúng ta có thể vội vàng kết luận được sự kiện hoặc con người nào đó. Phải bình tĩnh, phải có thời gian để suy xét. Đây là điều thứ ba. Thứ nữa, người Phật tử là người nhận ra điều gì không chân thật thì không theo, không làm. Điều này chúng ta có thể thực hiện được, bởi điều gì không chân thật thì sẽ đưa đến những kết quả không tốt. Như vậy trong lòng chúng ta, nếu còn niệm nào không chân thật thì nên loại nó ra, chúng ta khỏi phải tụng kinh gì cả. Hãy thấy trong lòng mình có gì không chân thật thì loại ra, không có kinh nào trị được bệnh ấy cả. Khi mình không chân thật thì mình biết mình không chân thật, phải loại cái không chân thật đó ra. Đó là cách tụng kinh, đó là cách tu hành. Tâm chân thật rồi thì nhân khổ không bao giờ có. Đây là điều thứ tư. Điều thứ năm là khởi niệm tham trước. Trong năm điều thì điều này khó nhất, bởi vì thường trong lòng của chúng ta, hãy thấy có cái gì hợp nhãn thì mình liền khởi niệm thích thú, muốn cái đó thuộc về mình. Do đó khi đối duyên xúc cảnh hay làm bất cứ việc gì, chúng ta phải bình tĩnh. Mỗi khi mắt của chúng ta chạm một hình ảnh, một sự kiện, một đối tượng, chúng ta phải bình tĩnh, đừng để niệm khởi lên sau đó. Như vậy mới có thể chấm dứt được nhân đưa mình vào cảnh khổ. Tóm lại, năm điều tôi vừa trình bày là năm điều có thể đưa chúng ta vào trong chỗ khổ đau. Nếu chúng ta không dừng, không làm chủ, không khắc phục, chúng ta phải sáng suốt, định tĩnh, suy xét thật kỹ. Nó không phải là những vấn đề ở bên ngoài, mà nó nằm ngay trong đời sống bình thường của chúng ta. Việc hiếu đạo cũng không ngoài những yếu tố đó. Hiếu đạo là sao? Đó là chúng ta không làm khổ cho mình, không làm khổ cho cha mẹ, quyến thuộc. Hiếu đạo ở đây còn có nghĩa là làm chủ được mình khi lo lắng cho cha mẹ. Trong Kinh Địa Tạng có nói chuyện một nữ Phật tử. Cô có bà mẹ thích những thức ăn từ xương thịt của chúng sinh,
Phật tử đó thấy hành động, cuộc sống của mẹ mình như vậy, biết chắc bà sẽ bị rơi vào địa ngục, nhưng không biết làm sao khuyên mẹ mình vì bà không kính tin Tam Bảo. Thời gian sau bà mất, vì là Phật tử cho nên cô thành tâm niệm danh hiệu Phật, mong biết được mẹ mình sanh vào thế giới nào. Vì gần gũi cúng dường và tu hành thanh tịnh nên cô được một vị tăng thanh tịnh thương xót nhập định xem xét. Cuối cùng Ngài cho cô biết là mẹ của cô bị đọa vào địa ngục, không bao lâu sẽ sinh vào nhà cô, nhưng tuổi thọ rất ngắn. Đúng như vậy, sau một thời gian, đứa tớ gái ở trong gia đình sanh được một cháu bé. Cháu bé ấy vừa biết đói lạnh liền khóc than, nói những cảnh khổ sở vừa trải qua với cô. Cô biết đứa bé mới sanh là mẹ của mình nên rất khổ sở. Mình là người tu hành mà mẹ của mình không chịu tu, cho nên bây giờ bị rơi vào trong cảnh con của một người tớ gái trong nhà. Vừa mới sinh ra trong mấy ngày thì liền biết nói rồi than khóc. Đứa bé nói rằng, chính ta là mẹ của cô, do ngày xưa ta không biết đã tạo những nghiệp nhân xấu, quỷ bán Tam Bảo, không chịu tu cho nên bây giờ bị đọa lạc. Tuy rằng được hưởng nhờ công đức tu hành của cô, được sinh vào trong nhà này, nhưng phải làm con một người tớ và chỉ hơn 10 năm thì chết, tiếp tục rơi vào cảnh khổ. Sau khi kể lễ xong, đứa bé trong mong cô làm sao có thể cứu rỗi cho hết khổ. Cô mới trình bày sự việc với thầy mình và xin phát nguyện tất cả chúng sinh khổ đau trong địa ngục, trong loài quỷ đói và trong những cảnh cùng cực do không biết tu tập mà bị đọa, con nguyện thay cho tất cả những kẻ đó mà chịu cảnh khổ, mong sao tất cả chúng sinh đừng gây tạo những nghiệp nhân đó nữa. Quý vị thấy nếu là mình có dám nguyện như thế không? Kế đến, cô nguyện cho mẹ cô được chuyển sanh vào nơi an lạc, không còn những sự khổ đau, phát tâm Bồ Đề hướng về Phật mà tu hành. Điều này đứa bé có thể làm được. Nhờ công đức của cô, người mẹ được chuyển hóa và sau khi mạng chung, không còn bị đọa vào chốn địa ngục nữa. Khi chúng ta bị một bản án cục ngẵn như thế, biết mình chỉ sống một thời gian ngắn nữa, thì chắc chắn phải gắng sức tu thôi. Đó là người biết lo cho mình và không làm khổ người khác. Đó là câu chuyện hiếu đạo trong kinh Địa Tạng. Chúng ta biết khổ thì đừng gây khổ cho người khác. Như Phật tử kia biết con đường khổ, mong muốn cho người thân của mình đừng gây nhân để phải đi vào con đường ấy. Đó là tinh thần đại từ đại bi trong nhà Phật. Người Phật tử chúng ta không nên ỷ lại, trông chờ vào tha lực. Bình tĩnh nhìn lại trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy những gì mình gây dựng như danh vọng, tiền tài, vân vân, không có gì đảm bảo cả. Ví dụ như chúng ta cất được một ngôi nhà lầu, ông thầu bảo đảm theo chất liệu như thế thì nó sẽ tồn tại được bao nhiêu năm, nhưng mới 10 năm hoặc 2-3 năm gì đó, chiến tranh hoặc giặc cướp, lửa cháy, nước trôi, hoặc là con cái phá tán, ngôi nhà không còn nữa. Thật là không có gì bảo đảm hết. Đã không bảo đảm thì chúng ta phải chuẩn bị, nghĩa là phải thương mình và đừng làm khổ người khác, phát nguyện cứu giúp tất cả, khuyến khích mọi người tạo những thiện duyên, hướng họ đi theo con đường thiện, đừng tạo những nghiệp nhân để bị đọa đầy khổ đau. Về vấn đề tu, chúng ta phải tu như thế nào, chứ không thể nói suông được. Như câu chuyện, có một thiên tử ở trên trời thấy hoa sen trên đầu sắp úa tàn. Năm thứ tướng suy hiện ra, chư thiên chung quanh thấy vậy thì biết vị này hết phước rồi. Vị thiên tử kia mới tha thiết cầu các thiện hữu có kinh nghiệm giúp cho cách thức để đừng bị rơi vào cảnh khổ. Một vị trời khuyên ông nên tìm Đức Phật và phát tâm quy y, tu tập theo lời Phật dạy thì có thể không đọa vào đường khổ. Vị này liền tìm đến Đức Phật. Sau khi được gặp Phật, vị ấy quy y phát tâm tu hành dũng mãnh, nên Phật cho xuất gia. Sau khi xuất gia rồi lại tu hành tinh tiến, được quả vui an lạc vĩnh viễn. Chúng ta tuy không phải loài trời, không có những phước báo đặc biệt, và nhất là không sanh trong thời Phật tại thế,
nhưng chúng ta có duyên đã được gặp Phật Pháp, được gần gũi với những bậc tu hành thanh tịnh, giải thoát. Những sự kiện đó có thể giúp cho chúng ta hết khổ, với điều kiện là chúng ta phải phát tâm mãnh liệt như vị trời kia, hành trì đúng theo lời dạy của Phật, hướng về con đường giác ngộ, quyết tử tu tập thì nhất định chúng ta sẽ hết khổ. Việc này không ai thế cho mình được. Muốn hết khổ thì tự mình phải gắng tu, không thể đem việc gì để thay đổi quá giải, chuyển được cái khổ của chính mình, mà chỉ có tự tu, cố gắng tu. Quý Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo, biết Phật Pháp Tăng rồi, ở nhà đã thờ Phật, ăn chay, có được ý thức tu tập, thì khi có một niệm xấu nổi lên liền bỏ đi. Biết bỏ đi và sợ những nhân xấu, không làm hại đến chúng sinh. Hành trì được như vậy, tức là quý vị đã tu tập theo Phật Đạo. Kế nữa là phải làm sao phát triển sự hành trì ấy để kết quả được lớn lao hơn nữa, mới đi dần tới quả Phật. Chúng ta phải cố gắng thực hành liên tục công phu tu tập từ ý niệm, lời nói, hành động, phấn đấu thực hành một cách quyết liệt, dứt khoát, loại bỏ tất cả những gì xấu xa, không nghĩ, không nói, không làm những điều xấu, tức luôn giữ được tâm mình, niết bàn an vui thanh tịnh, giải thoát sẽ đến. Sau cùng chúng tôi xin nhắc đến câu chuyện Đức Phật. Thế Tôn sinh ra ở Ấn Độ, cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Sau khi sinh Ngài được 7 ngày thì bà mất. Khi Ngài tu hành đã thành đạo, nghe tin vua Tịnh Phạn bệnh nặng, Ngài trở về hoàng cung thuyết pháp cho vua nghe. Vua phát tâm quy y Tam Bảo và tu hành. Sau khi được Đức Phật hướng dẫn tu tập thì vua đạt được trạng thái tâm thanh tịnh. Vua nhập định 7 ngày. Sau 7 ngày thì vua băng hà khi vừa chứng đạo. Tất cả chúng ta sinh ra đều có cha mẹ, có gia đình, không có người nào tự nhiên có mặt ở đây. Thì đạo hiếu là một vấn đề phải thực hiện. Vì giáo chủ của mình đã thực hiện rồi thì chúng ta cũng phải thực hiện. Ngày xưa khi Đức Phật thành đạo, Ngài về thuyết pháp cho vua cha nghe khi vua bệnh, vua chứng đạo và giải thoát. Bây giờ chúng ta chưa chứng đạo, chúng ta chưa thể thuyết pháp cho cha mẹ nghe để cha mẹ chứng đạo. Chúng ta chưa thể làm được điều đó, nhưng việc gì làm được thì ta làm. Ví như trong gia đình, cha mẹ, anh chị hoặc những người thân của chúng ta chưa hướng về Tam Bảo, chưa phát tâm tu hành, thì chúng ta càng nỗ lực tu hành. Nỗ lực tu hành là chúng ta biết thương mình và thương cha mẹ, anh chị, những người thân của mình. Hướng cha mẹ, anh chị, những người thân của mình về Tam Bảo thì không phải đợi đến khi chứng đạo chúng ta mới làm được. Ngay bây giờ, với niềm tin, với tấm lòng của mình đối với Tam Bảo, thương cha mẹ, những người chung quanh mình, thì trước nhất đem tinh thần của Đức Phật dạy chân tình dâng lên cho cha mẹ, cho những người thân của mình. Từ đó, cha mẹ, những người thân của mình tin kính Tam Bảo, cùng nỗ lực tu hành thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Chúng ta ráng tu là cụ thể, như đã thọ giới thì phải giữ giới. Biết cuộc đời là huyễn ảo, các pháp giả dối, chúng ta không đắm luyến chạy theo, sống trở về với tâm chân thật của mình. Từ đó khuyến hóa người thân cùng hướng về Tam Bảo, tinh kính và nỗ lực tu hành. Đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Đức Phật ngày xưa cũng đã làm điều đó đối với cha mẹ Ngài. Sử còn ghi lại, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, theo lời thỉnh cầu của chư thiên, vào một mùa hạ, Ngài lên cung trời Đao Lợi nhập hạ và thuyết pháp cho chư thiên. Trong các vị trời đến nghe pháp, có một vị từ cung trời Đông Xuất đến. Vị này tiền thân là hoàng hậu Ma Gia, mẹ của thái tử Sĩ Đạt Đa. Nhờ công đức sanh một vị Phật nên sau 7 ngày bà mất và được sinh làm vị trời trên cung trời Đông Xuất. Vị thiên tử này đến nghe pháp mỗi ngày. Như vậy, Ngài vừa giúp cho chư thiên biết được đường hướng tu hành, đồng thời Ngài cũng trả hiếu cho mẹ. Vì sao những thời pháp ấy, vị trời là tiền thân mẹ Ngài nỗ lực tu tập nên đã chứng được thánh quả? Đức giáo chủ của chúng ta
đã sống một đời sống phẩm hạnh và tròn ân vẹn nghĩa với cha mẹ thân tộc. Chính bản thân Ngài là tấm gương sáng cho hàng Phật tử chúng ta noi theo, lấy công đức hạnh nghiệp của mình để đền ân cha mẹ, tự lợi lợi tha, đem hạnh phúc an vui đến cho muôn loài, trong đó có mẹ cha, hiếu đạo trong nhà Phật. Vì thế được xem như bổn phận và việc làm hàng đầu của chúng ta.